có một truyền thuyết đô thị nổi tiếng của Nhật Bản rất rùng rợn về một bóng ma trực chờ trong nhà vệ sinh, Hanako. Bộ phim dựa trên truyền thuyết đô thị đó, nhưng lại không hề đáng sợ chút nào. Học viện Kamam nổi tiếng với những tin đồn liên quan đến bảy kỳ quan và những sự kiện siêu nhiên. Nene Iashiro, một học sinh trung học năm nhất yêu thích điều huyền bí và mong muốn có bạn trai. Nene thực hiện nghi thức triệu hồi lên Hanako đúng như trong lời đồn. Cô ngỡ tưởng như tin đồn không đúng sự thật. Sau lưng cô có giọng nói cất lên. Một hồn ma được triệu hồi lên thật, nó tự xưng mình là Hanako. Hồn ma hiện lên lại là một người con trai. Cậu ta trông không giống như tin đồn là vì nó đã lỗi mốt quá rồi. Hanako được gọi tên tới sẽ ban cho người gọi một lời chúc với mức giá phù hợp. Nên em ngây thơ muốn có được tình cảm từ một senpai lớp trên nên tìm tới Hanako. Nhưng hiện giờ cậu sẽ giúp cô thực hiện được mong muốn thông qua cuốn sách bí kíp tình yêu này. Nhìn không tin tưởng được cho lắm, nên em muốn có hiệu quả cao hơn. Nhưng mà Hanako lại nói rằng mình không thể làm được điều này. Cậu cũng tìm cách rút Nene để làm sao có thể làm cho Senpai thích mình. Cũng là vì một dư chấn của tình yêu, cô đã tỏ tình thất bại một lần, đau đớn xấu hổ với điều này. Cô muốn tìm một tình yêu mới để có thể cho tên đã từ chối cô thấy được hắn đã bỏ lỡ những gì. Chắc là cô đang tìm một người thay thế khác để có thể chữa lành được vết thương kia. Hanako vẫn giúp cô đưa ra một ý tưởng tặng quà với tất cả tấm lòng của mình cô lấy hết can đảm để tặng phần quà là chính những gì mà mình trồng được ở câu lạc bộ làm vườn điều này làm sen pài và mọi người khó hiểu hơn thất bại là mẹ thành công nene tiếp tục được hanako chỉ dẫn với những phương án khác như nấu cơm hộp tiếng xét ai tỉnh khi vô tình đụng chúng nhưng mà hầu hết đều thất bại toàn tập không những thế mà còn làm sen pài bị thương về phòng tắm hanako đưa ra một ý tưởng cuối cùng đó là hãy nói thẳng với anh ta nene thì không đủ tự tin làm việc đó hoặc có thể sử dụng dụng cụ này, có thêm một chút đảm đang thì sao nhỉ? Ý tưởng này cũng bị ném luôn ra ngoài cửa sổ, rồi vô tình nhặt được món đồ của Hanako làm rơi. Thấy nguy hiểm Hanako cảnh cáo cô không được động vào nó, nhưng nên nay lại dọa ngược lại Hanako sẽ dùng nó nếu cậu không nói ra công dụng. Nó là vầy của người cá, nó sẽ làm cho người sử dụng bị dính một lời nguyền khi nối phải. Nên lập tức nuối nó xuống, không quan tâm lời nguyền, cô chỉ muốn có được tình cảm của Senpai cô lập tức chạy tới chỗ của Senpai, thấy được Senpai đang có người tỏ tình, nhưng mà anh ta không chấp nhận, vì nói rằng đã có người để thích. Nghe được tin này, Nene mất hết đi ý thức, choáng váng rồi cơ thể cô cũng mọc ra những thứ như là vảy cá. Tất cả những dòng suy nghĩ chạy qua đầu về tình cảm về sự cố gắng của bản thân từ trước. Sau cùng cô lại chìm trong một bể nước, đó là vì cơ thể đã hóa thành một con cá và được Hanako cho vào bể cá. Giờ đây cô nói thật với Hanako rằng mình không hề thích Senpai. Chỉ lợi dụng anh ta thôi, cho nên mới thành ra nông nỗi này. Vì sử dụng vẩy cá cho nên cô bị trở thành nô lên của một con quỷ cá mặt người. Nó tới để mang cô đi, nhưng Hanako lại ngăn nó lại. Trước mặt con quỷ hung tợn như vậy, cậu không hề sợ hãi, mà còn dễ dàng xử lý con quỷ trả nó về nơi sản xuất. Nhân nghe sợ con quỷ kia sẽ tìm tới cô một lần nữa, muốn được biến trở lại thành người. Điều này Hanako có thể làm được, đương nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Hanako muốn cái giá là lời nguyền ràng buộc thân thể của Nene. Cậu ta nốt miếng vẩy cá. Nene trở lại thành người và làm trợ lý cho Hanako. Từ đây mối quan hệ của hai người cũng đã được hình thành. Suốt trong một tuần cậu ta lại bắt Nene dọn phòng vệ sinh cho mình. Nene muốn xin nghỉ một buổi để có thể đi hẹn hò với trai. Hẹn hò gì đâu chứ. Cô đi làm vài công việc giấy tờ cùng cậu con trai kia. Ảo tưởng là được rủ đi hẹn hò. Hanako thấy hắn chỉ lợi dụng cô gái ngây thơ này mà thôi ở lại với anh này không lợi dụng gì em gái đâu. Dọn vệ sinh chút thôi mà, nếu Hanako sẽ biến cô trở lại thành cá. Không muốn tiếp tục dọn vệ sinh, trong lớp còn bị Hanako cử một ma chơi theo dõi, Nene đang chán nản. Cô nhận ra những đồ vật của mình biến mất một cách khó hiểu. Đó lại là một tin đồn tiếp, nó thuộc về Ryusei, một linh hồn sẽ lấy đi những thứ rất quen thuộc khi mà một người cần tới nó. Chuyện lạ là tất cả mọi người trong lớp cũng bị mất đồ. Đang hoang mang về việc này, bỗng nhiên nay bị đổ chút nước lên người. Những vảy cá dần hiện rõ lên, cô hoảng sợ mà chạy đi để không ai có thể phát hiện ra. Lúc này ma chơi mà Hanako cử theo cô phát hiện ra thứ gì đó, những đồ vật mà mọi người đã bị mất giờ đang xuất hiện liên tục trước mặt cô. Trong khuôn viên của dãy nhà cũ này, cô đi theo thì nhìn thấy được Risei, một hình dạng đáng sợ nhiều mắt của Risei, một lần nữa cô lại được Hanako cứu mạng, may mắn chàng hoàng tử đã đến kịp lúc. Thật ra thì Risei không hề đáng sợ, chúng chỉ muốn chơi khăm con người mà thôi nhìn hình dạng đáng yêu này của chúng mà xem, bởi vì chính con người đã tạo ra những tin đồn đó, tin đồn ra sao thì hình thù và tính cách của những linh hồn sẽ bị như vậy. Hanako là một trong bảy điều kỳ bí của trường học, cậu có trách nhiệm giám sát và duy trì trật tự của nó. Chính Nene đã giúp những linh hồn bị đồn là hung ác trở về với bản tính thật sự. Đây chính là điều mà Hanako muốn Nene giúp đỡ mình và cậu cũng muốn một người bạn ở bên để trò chuyện cùng nữa. Trong trường học lại xuất hiện một nhân vật mới cậu ta đang muốn tìm kiếm thông tin về Hanako. Khi này Hanako và Nene đang ngồi cùng nhau trên sân thượng, Nene đang mơ tưởng về một chàng hoàng tử sẽ xuất hiện và cứu lấy cô. Không phải là hoàng tử đang ở ngay cạnh hay sao? Rồi nhân vật mới kia cũng xuất hiện, tử xưng là thầy trừ tà và sẽ trừ khử Hanako. Hanako cũng biết được người này, Minamoto là một người thuộc gia tộc trừ tà rất mạnh mẽ. Cậu ta tấn công Hanako với cây thương xét gia truyền, có có tác động mạnh lên với những linh hồn. Nene đứng ra để bảo vệ Hanako. Minamoto nói rằng Hanako không hề đơn giản như vậy, đó là một linh hồn tàn độc đã từng giết rất nhiều người, cần được loại bỏ. Khi này Hanako mới thật sự lộ ra bản chất, cậu công nhận là mình đã từng giết người. Hanako tiếp tục giao chiến với thầy trừ tà. Lần này cậu đang ở trên một trình độ khác hẳn lúc trước, cậu còn phong ấn lại cả cây quyền trượng kia nữa. Bởi vì nhiệt huyết trong người nên Minamoto đã tự làm bị thương chính mình khi sử dụng thương sét. Hanako muốn cậu ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể loại bỏ được mình. Hanako rời đi và bảo Nene giấu cây thương đi. Lần này Nene biết thêm được một chuyện cô đang làm bạn với kẻ sát nhân. Cô muốn biết thêm về Hanako. Đầu óc Nene đang ở trên mây. Cô nghĩ rất nhiều về việc mình đang làm bạn với một sát nhân. Bạn thân của cô thấy cô không bình thường, nghĩ rằng lại bạn mình đã xa vào lưới tình. Cô cũng mong muốn được đơn giản như vậy. Cô bạn lại tiếp tục kể một tin đồn nữa về cầu thang. Nene cũng rất lo ngại vì những tin đồn gần đây cô bạn này kể đều là sự thật. Ngày hôm sau, cô tới lớp không thấy những chậu hoa mà mình cùng người bạn chăm sóc. Cô hỏi mọi người xem có phải là ai đã chuyển chúng đi, nhưng mà không ai hay biết. Khi cô nhắc tới người bạn đã chăm sóc hoa cùng mình thì mọi người đều phủ nhận rằng trong lớp không hề có ai tên như vậy. Mọi việc trở nên kỳ lạ hơn, số điện thoại cũng không liên lạc được và còn chính gia đình của cô bạn cũng không nhận ra. Nhớ ra rằng cô bạn đã đi tới buổi hướng nghiệp, Nene chạy đi tìm cậu ta nhưng lại va phải một chàng trai đẹp. Thấy trai đẹp là không nghĩ được gì nữa. Em đánh rơi điện thoại và liêm sỉ luôn này. Đứng hình mất một lúc mới nhớ ra để đi gặp Hanako. Hanako đang bị tra hỏi bởi Minamoto. Trong lớp cậu ta cũng có hiện tượng tương tự. Hanako suy đoán họ đã bị kéo vào thế giới linh hồn. Trong môi trường này có tận 7 nơi liên kết hai thế giới lại với nhau. Một khi đã đi qua ranh giới thì tất cả những thông tin về người này sẽ biến mất. Nên này không thể để mất đi người bạn thân của mình được cô muốn sự giúp đỡ của Hanako. Hanako đồng ý hứa sẽ bảo vệ cô trợ lý của mình. Cả ba tiến tới chỗ cầu thang được nói là nơi tiến đến thế giới linh hồn. Tất cả bước đến thế giới này, Hanako giải thích rằng những sự việc này đều được bảy trụ cột như cậu canh giữ và kiểm soát, hiện tại nếu có sự khác thường gì thì sẽ đi xử lý chúng. Có tiếng chuông điện thoại reo lên, Nene nè nè nhấc máy nghe đầu dây bên kia tự xưng là Misaki. Cô ta đã từng dạy học ở lớp học gần hành lang này và đã bị giết thậm chí cơ thể của cô còn bị chia thành nhiều mảnh dấu ở khắp mọi nơi. Cô ta muốn cả nhóm tìm lại cơ thể cho mình. Đầu tiên là cánh tay phải, cánh tay cầm phấn. Thời gian tìm kiếm cũng có hạn, tất cả cùng nhau đi tìm kiếm. Nhìn xem Naharo tìm thấy tạp chí hay ho gì này, hai thanh niên kia không hề nghiêm túc. Nene thấy cuốn tạp chí ấy cũng bị phân tâm, chẳng nhẹ kích thước quan trọng vậy sao. Bỏ qua những suy nghĩ đó tập trung tìm cánh tay phải, một lúc sau thì mỗi người tìm được một cánh tay. Mà sao Nene đang có gì đó sai sai trên người, bị phát hiện cô không biết chui đi đâu. Hanako an ủi không sao mà không ai biết được đâu. Hết thời gian tìm kiếm, cả ba bị truy đuổi bởi một cây kéo khổng lồ. Suýt nữa thì nó cắt chúng Nene. Hanako cứu được cô trợ lý thêm mạng nữa. Minamoto cũng giúp sức bảo vệ Nene. Cửa chưa thể mở được. Minamoto chọn bừa một cánh tay đặt lên. Cửa cũng đã mở ra bọn họ tiếp tục sang căn phòng tiếp theo. Cuộc điện thoại lại gọi tới. Lần này là cánh tay trái, Hanako cũng nói chuyện với đầu dây bên kia, cậu cũng quen biết với cô ta. Theo suy đoán sau khi tìm được tất cả các bộ phận rồi thì cô ta chắc chắn sẽ xuất hiện, chỉ là phải leo hết chỗ cầu thang này thôi. Thực hiện xong tất cả những yêu cầu, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra cho họ bước vào. Họ đang trên đường tiến tới điểm yếu của kỳ bí này đang được niêm phong, xung quanh họ không có gì hết, cánh cửa cũng bị đóng sập lại. Hình như ở đây có người không phải đó chính là một cơ thể được ghép lại bởi những bộ phận mà họ tìm được, bởi vì chọn bừa trên đường đi cho nên nó mới hỗn tạp như vậy. Sau lưng họ truyền tới một giọng nói, đó là giọng nói trong điện thoại, cô ấy thật sự xinh đẹp, nếu là tôi nguyện bị kẹt tại đây cả đời. Cô ta chính là Misaki, cô tiến lại chỗ cơ thể kỳ lạ kia, có vẻ cô rất thích thú với cơ thể mới này. Cô để cho nó thử nghiệm bước đi, nhưng với sự hỗn tạp này thì không thể hoạt động được. Không hoạt động được làm cho Misaki trở nên tức giận à ta sẽ biến tất cả những kẻ thất bại thành búp bê. Nene cũng nhận ra rằng bản thân của mình cũng bị số phận tương tự. Không chấp nhận được điều này, cô mất hết cảnh giác bị tấn công. Minamoto đỡ cho cô một đòn và cánh tay trái của cậu liền biến thành búp bê. Vì nơi đây là lãnh địa của Misaki, Hanako không thể sử dụng toàn bộ năng lực chiến đấu của mình được. Để cho Minamoto câu thời gian, cậu tiến lại chỗ của Nene động viên cô, muốn cô giúp một việc nữa không biết rằng nó có thể thành công hay không. Cô đồng ý luôn chỉ cần tiếp tục cố gắng sẽ thành công. Hanako thả cô xuống cái vực không đáy. Cậu nghĩ nơi đây có nơi cao nhất án hẳn cũng có nơi sâu nhất. Nhờ Nene xuống đó khám phá ra bí mật. Cô rơi xuống dưới tận cùng, nhưng mà không hề bị thương gì cả. Dưới này mọi thứ cũng rất bình yên. Có một quyển nhật ký ở đó. Cô mở ra và đọc nó. Nội dung kể về một người thầy giáo tên là Misaki và nhóm học sinh của mình. Người viết cuốn nhật ký này là một bé gái, luôn được thầy Misaki ân cần dạy dỗ sau một khoảng thời gian thì bé gái cũng cảm nắng thầy giáo của mình nhưng sau một sự việc thương tâm có một lời đồn là thầy giáo đã bị trượt chân ngã cầu thang và mất mạng thầy đã không bao giờ quay lại nhưng trang cuối cùng của nhật ký được mở ra nên nay đọc tới đây mới hiểu ra được sự việc ả à ta cũng bước tới sau lưng ả à ta tên không phải là misaki mục đích mong muốn của ả à chính là tạo nên một cơ thể cho người thầy mà mong nhớ biết điều này là sai trái nhưng vẫn tiếp tục làm ả à tiếp tục tấn công nên này mà chơi mà Hanako cho đi theo cô trợ lý đã có tác dụng, Hanako cũng tới kịp lúc, cậu muốn Nene tới và phá hủy vật quan trọng nhất của à ta ở nơi này, cậu sẽ giúp cô giữ chân. Nene lao lên những bậc thang, chạm tới nơi đặt chiếc kéo vật phẩm mà Ata quý trọng nhất, xe lớp phòng ấn. Thời khắc này, Hanako đã có sức mạnh trở lại, phá vỡ cái kéo khổng lồ, bởi vì vi phạm điều luật cho nên cậu thẳng tay trừng trị và lấy lại số của ác hồn này. Nene cũng được trải qua dòng ký ức cũ về người thầy Misaki sau khi tỉnh dậy cô đã trở về thế giới cùng với Hanako. Minamoto thì hơn đen chút lại bị biến thành con búp bê này, còn đây là hình dạng thật của số 2, cô ta hiện tại chỉ là con cáo nhỏ nhỏ như vậy. Nene muốn xin lỗi vì đã phá hủy vật quan trọng kia, và cô cũng hiểu được tình cảm của linh hồn này. Nene muốn kết thân mà cô ta lại chảnh. Nene sau khi trải qua tất cả mọi việc thì mệt không đứng được nữa, lúc này chàng hoàng tử tới và cho cô một nụ hôn lê má, đó là lá bùa tăng sức mạnh đang mê mẩn với cậu chuyện hoàng tử và công chúa nhớ lại về nụ hôn của hanako thì lại xấu hổ không ngừng cả ngày cô cũng chỉ suy nghĩ về nó làm cho mọi người xung quanh cũng để ý tới cô cô bạn ạ à ơi cũng để ý và muốn hỏi chuyện nên nay đành kể cho bạn mình nghe nghe xong khoái khoái thích lắm luôn chứ phải làm sao phải làm sao cô bạn ạ à ơi chỉ ra cái cây tỏ tình nếu như tỏ tình dưới gốc cây đó thì chắc chắn hai người sẽ thành đôi nên nay không hề nhận ra cái cây ở đó từ trước và trong lớp hiện tại lại có nhiều cặp đôi hơn trước, chắc chắn đang có điều kỳ lạ xảy ra. Hanako cũng vậy, khi Nene đang dọn vệ sinh thì cậu mời cô ra gốc cây đó. Trong lớp còn kỳ lạ hơn nữa, hai người bạn nam trong lớp cũng bắt cặp với nhau, người mà chỉ nói yêu à ơi. Giờ cô bạn này cũng thấy trầm cảm theo rồi, ai cũng thi nhau tỏ tình, Nene cũng háo hức vì cũng sắp như vậy. Hanako đã chờ ở đây sẵn, cậu có vẻ đẹp trai hơn khi mà bỏ mũ ấy nhỉ. Từng bước từng bước, Hanako tiến tới nắm lấy nene và nói ra: Cô trợ lý giờ đây cảm xúc bung nóc, người bạn trai đầu tiên, cho dù không phải gu nhưng mà cũng không chê. Hanako bảo rằng cô hãy nói từ chối đi nhanh lên. Cô không hiểu nhưng cũng nói theo. Gần đó có một giọng nói vang lên: Sao lại đi từ chối người đã nói lời yêu chứ? Thì ra đó lại là một linh hồn. Cái cây này có một khuôn mặt, nó chỉ xuất hiện khi có các cặp đôi ở đây. May mắn Hanako có một cô trợ lý, chính cái cây này gây nên sự tăng tiến của các cặp đôi trong trường. Cho nên Hanako phải ra tay xử lý vụ việc Đó là một mộc linh Luôn ủng hộ nhân duyên nhưng mà ông ta đã quá đà Nên mới xảy ra vụ việc như vậy Hanako vẫn vui vẻ Nhưng không để ý tới Nene Tủi thân về việc đó Cho dù đó là một phần công việc Trách cậu ta tại sao lại làm như vậy Không yêu thì thôi cứ thả thính Nhưng cũng không hẳn là không thích Cậu tiến lại ôm lấy cô trợ lý Xin lỗi thật lòng Giờ đây cô muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về Hanako Cái cặp đôi này thật lạ thường nói chuyện với nhau lại không thèm để ý người ngồi giữa hanako hỏi tại sao nene lại muốn biết cả nhóm máu của mình rồi cậu đá sang người mà nene vẫn mơ tưởng rồi anh ta cũng xuất hiện ngay sau lưng anh ta cũng là minamoto thì ra hai người này là anh em cậu ta gọi người em ra nói chuyện theo luật là phải loại bỏ ngay hanako bởi vì cậu ta không gây hại cho ai mà còn cứu mạng nhiều người cho nên mới bỏ qua hiện tại lại có nhiều năng lượng tâm linh ở xung quanh hơn anh ta yêu cầu cậu em tránh xa khỏi mối nguy, từ giờ anh sẽ xử lý chúng. Nene đang tìm kiếm thêm thông tin về Hanako trong thư viện, thì gặp được một người, cô ta rất xinh đẹp, thân hình như búp bê vậy. Cô ta nói Hanako giống như một con mèo con vậy, nếu muốn tìm hiểu thêm về Hanako thì hãy tới điều kỳ bí số 5. Nene lại hiểu nhầm rằng cô ta là trà xanh ngáng đường, muốn hiểu chuyện hơn nữa nhưng mà cô ta đã đi mất. Điều bí ẩn số 5 là thư viện lúc 16 giờ sẽ có một phòng đặc biệt, nó có những cuốn sách ghi chép lại toàn bộ mọi người trong trường. Màu trắng là người vẫn còn sống, màu đen là của những người đã chết. Và cuối cùng là cuốn sách màu đỏ sách cấm không được động tới. Nên e rủ Minamoto đi cùng để có thể khám phá ra được thông tin của Hanako. Thư viện lúc 16 giờ quả thật là có xuất hiện một cánh cửa dẫn tới một căn phòng, lại là một danh giới âm dương. Cả hai cẩn thận tiến vào, phân loại theo tin đồn trước, cả hai muốn đi tìm cuốn sách màu đen. Nhưng mà có một con bướm dẫn đường nên ne ne chạy theo nó tới được cuốn sách màu trắng, đó lại là chính bản thân mình. Không muốn xem tiếp nhưng mà lại có một trang màu đỏ là tương lai. Cô tiếp tục xem cho tới khi cuốn sách đã biến thành màu đỏ như máu, bên cạnh cũng xuất hiện một con quỷ có hình hài của cô. Minamoto giúp cô thoát khỏi tầm tấn công của con quỷ, định tấn công lại với thương xét nhưng mà nó đã bị Hanako phòng ấm. Bực mình gọi tên Hanako, ai ngờ cậu ta lại xuất hiện thật và xử gọn con quỷ. Có tiếng người bước tới, đó lại là thầy giáo của họ. Ông thầy tiến tới tức giận vì có người đã xem trộm sách để viết trước tương lai. Định xử lý cả hai, thật ra ông chính là điều bí ẩn số 5, ông thầy chỉ đùa với hai người thôi. Bởi vì lan truyền tin đồn là rất cần thiết vì những linh hồn sẽ tồn tại nếu như tin đồn vẫn còn. Cho nên trong những học sinh trong trường cũng như ông thầy một phần không phải là con người. Có cả Iaco tới, hai người họ cũng là những trụ cột giúp giữ cân bằng âm dương trong ngôi trường. Hanako nói rằng một trong bảy bọn họ nếu có người phản bội sẽ xảy ra những chuyện tương tự của Iako. Nếu có một kỳ bí bị thay đổi thì người có khả năng thay đổi là một người có liên kết với kỳ bí. Hanako có kế hoạch là sẽ loại bỏ hoàn toàn bảy điều kỳ bí. Như vậy sẽ không ai có thể vượt tầm kiểm soát, giải quyết xong vấn đề thì sẽ bổ nhiệm lại từ đầu. Ông ta chấp nhận nhưng mà phải đổi lại với việc thông tin của những học sinh ở đây. Nene nói ra bí mật của mình trước, nhưng mà nó không được chấp nhận, bởi vì ông ta cũng đã biết được qua cuốn sách và nó còn là điều nói dối. Minamoto cũng không ngoại lệ, cũng không thể vượt qua. Giờ tới Hanako, Hanako nói rằng bí mật là mình thích bánh donut, không có thông tin nào là hài lòng cả. Nhưng ông ta vẫn đồng ý cho qua, dẫn đường tới để phá hủy tài sản quý giá nhất của mình, nhưng mà chỉ một nữ tư tế mới có thể vào được. Ý ông ta là chỉ một mình nên em mới được đi. Nhìn cách cảnh cáo của Hanako nếu động tới cô trợ lý này xem, hai người đi và trò chuyện, ông ta muốn hỏi xem mối quan hệ của cô và Hanako là sao. Nene nhận hai người chỉ làm bạn. Cả hai cũng đã tới căn phòng chứa thứ quý giá của ông thầy. Bên trong đều đẹp lộng lẫy, nhưng cái tài sản quý giá ấy chỉ là một miếng đá có bùa phong ấn ở trên. Ông thầy kể chuyện về viên đá đó được lấy ra từ cuốn sách mà người đã thay đổi được lịch sử. Nene phá hủy phong ấn, cảnh quay đưa chúng ta tới một ký ức mà người thầy đang chữa thương cho một học trò cậu ta tên là Yuri Aman. Cậu ta rất giống Hanako. Người thầy luôn lo lắng cho cậu ấy vì hôm nào trên cơ thể cậu cũng có vết thương. Rồi cậu kể chuyện cho ông về viên đá mặt trăng cũng như ước muốn được lên mặt trăng của mình. Cậu muốn thầy giữ hộ viên đá quý giá này. Nene cũng đã tỉnh lại sau khi thấy được ký ức của số 5, Nene cũng nhận ra người thay đổi được tương lai chính là Hanako. Hanako đang nhận ra sự thay đổi của cô trợ lý sau khi đã phá hủy được thứ có giá trị của số 5. Nene thì không muốn gặp mặt Hanako sau khi biết được quá khứ kia của cậu ta đang làm việc ở vườn thì Minamoto tới, muốn chị giúp vài việc về nấu nướng. Nhờ Nene làm bánh donut, cậu nói dối rằng có em gái đòi ăn bánh donut nên cậu mới tìm cách làm nhưng mà không thể làm được nên mời cần sự trợ giúp. Hai người cùng trò chuyện, nghe được chuyện về Hanako và giờ đây Nene đang rất bối rối vì Hanano là một linh hồn nhưng mà cô không thể bỏ cậu ta lại một mình. Minamoto động viên cô để cả hai cùng cố gắng. Minamoto anh cũng tới, thì ra đống hỗn độn vừa rồi là của anh chàng này. Minamoto em nhanh chóng gom những cái donut vào và để Nene đem đi đưa cho Hanako. Hai anh em ở lại nói chuyện với nhau. Anh cậu cũng nhận ra cậu làm điều này vì cái gì? Anh cậu không nghĩ rằng những linh hồn tà ác sẽ hướng thiện như vậy. Nene đem bánh tới cho Hanako. Cậu ta rất vui mừng vì có bánh donut ăn. Hai người ngồi xuống cùng ăn bánh nhưng trong túi donut lại xuất hiện một con hạc màu đen. Cậu cắt đôi con hạc ra, nhưng sau đó lại xuất hiện một Hanako hắc ám. Tên này liên tục gọi tên Aman làm Hanako cũng không khỏi bàng hoàng. Nene tiến lại hất cốc trà vào người hắn. Hắn cùng dần tan biến và để lại một lời chào hẹn gặp lại. Ngày hôm đó cậu không tới phòng vệ sinh nữa. Tại phòng phát thanh nơi cũng ẩn chứa một điều kỳ bí. Hai người này chính là người sửa tin đồn mà Hanako đã đề cập tới. Hanako hắc ám cũng đã quay về. Cô ta là Sakura, người trong đài phát thanh phát thanh ra những tin đồn. Minamoto cũng đã gặp phải một ác linh từ những tin đồn được phát ra. Nene vẫn tiếp tục dọn dẹp ở nhà vệ sinh. Hôm nay Hanako đã đến nhưng mà lại không nói gì về chuyện hôm trước. Minamoto đem tới ác linh cậu gặp phải cho Hanako. Hanako để cậu tự giải quyết vấn đề với ác linh. Cậu kéo ác linh ra một chỗ muốn giúp nhưng mà lại bị mắng chửi thậm tệ về việc làm của mình. Có 5 giây để nói tên và sám hối. Tên cậu ta là Misuba, ước nguyện chưa hoàn thiện là nhiếp ảnh. Đang cùng Misuba thực hiện chụp ảnh ở sân trường thì có người bạn tới. Nhận ra cái máy ảnh là của Misuba, người bạn cùng lớp đã mất trong một vụ tai nạn, giờ thì Minamoto mới nhớ ra được. Cậu ta thường xuyên bị bắt nạt bởi vì cái dáng vẻ nữ tính kia, cậu cũng không có bạn bè, cho nên khi mất đi không hề một ai nhớ. Minamoto động viên cậu ta, hứa sẽ tiếp tục làm bạn cho dù còn sống hay đã chết. Thấy dáng vẻ ngầu lòi đó thì Misuba cảm động, đưa máy ảnh lên chụp cậu bạn này. Hai người lại gặp mặt phải Hanako hắc ám, hắn ta tiến tới tấn công Misuba vì điều ước của cậu hắn ta cũng tấn công cả Minamoto lần cậu ta bị thương Hanako hắc ám này cũng là một hồn ma ban điều ước điều ước nào cũng có cái giá của nó Hanako triệu hồi nên một cái radio cùng phối hợp với Sakura tạo ra một tin đồn về misuba nhằm biến cậu ta thành một ác linh thực sự misuba ước muốn mọi người nhớ tới mình nhưng mà điều này làm cậu ấy không thể trở thành ác linh mạnh được chính do sự giúp đỡ của Minamoto ước muốn của cậu ta là có bạn bè điều này làm misuba trở thành một ác linh thật sự Misuba được lệnh tấn công Minamoto, tấn công con người là phá bỏ quy tắc, Misuba vẫn tấn công Minamoto. Hanako tốt cũng đã tới nơi giải cứu được Minamoto, Hanako túm lấy tên kia, nhưng những lời nói của hắn đã tác động lớn tới Hanako, rồi hắn lại biến mất tiếp. Bên này Misuba bị thương không thể tỉnh lại được, Hanako nhận ra mình đã sai khi để cậu và Misuba làm như vậy, cậu tiễn đưa Misuba khỏi thế giới này. Minamoto đau đớn trước sự mất mát của người bạn này cậu cũng uất hận với những kẻ làm misuba thành ra như vậy cô bé được gọi ra bởi một anh chàng đẹp trai cô đi theo anh ta anh ta tự giới thiệu mình là nasu hiko hôm nay dẫn cô ra đây bởi vì có một người muốn gặp nhận ra điều chẳng lành vì anh ta đang cầm trên tay một bình cá cảnh đột nhiên cô bị tạt nước vào người hiện nguyên hình thành một con cá nên ngất đi và bị bắt tới một buổi tiệc trà cô được dự một buổi tiệc trà với trang phục đẹp lộng lẫy ở đây cũng có sakura nên nhận ra và nói rằng cô có phải là bạn gái của Hanako. Hai chàng trai bên cạnh cũng sửng sốt khi nghe tin này, rồi bị gõ đầu cả hai. Chị ta bắt đầu giới thiệu lại từ đầu và muốn tâm sự với cô. Chị ta cũng là người kết nối với một linh hồn, đó chính là linh hồn song sinh với Hanako ở đây. 30 phút sau cả hai cùng đồng cảm với nhau về tính cách khó hiểu của Hanako. Nene sau khi ở đây thì thấy bọn họ không phải là người xấu, nhưng rồi cô lại bị trói chặt lại trên chiếc ghế. Căn phòng bắt đầu bị ngập bởi trà, hiện tại thì bọn họ mới lộ ra bộ mặt thật là kẻ xấu bên cạnh đó ông anh nasuhiko kia cũng bị trói lại cả hai đều bị nhấn chìm khi tỉnh lại thì nene và nasuhiko đang thấy mình bị mắc kẹt trong một không gian có rất nhiều cánh cửa có giọng nói của hanako vang lên hanako hướng dẫn cô trợ lý của mình để thoát khỏi nơi này cô cần phải tìm những cánh cửa quen thuộc để có thể trở về thế giới thực và cẩn thận với những cánh cửa có thể dẫn tới nguy hiểm tín hiệu đã bị mất Nene và Nasuhiko bắt đầu đi tìm. Liên tục mở bừa những cánh cửa mà không suy nghĩ gì hết. Suýt chút nữa thì mất mạng. Rồi vì mở phải cánh cửa có con rồi đã núi và kéo anh ta đi. Nene chỉ còn lại một mình. Cô ngồi suy nghĩ một lát rồi nghe thấy tiếng nhạc. Cô đi theo mở cửa ra thì đó cũng không phải lối thoát. Nhờ đám mọc kế dẫn lỗi cô cũng tìm thấy cánh cửa quen thuộc. Cô bước vào đó và thấy được Hanako của quá khứ. Chưa kịp nói với nhau điều gì thì cậu ta chạy đi mất. Cô chọn đúng cửa là cho Hanako đã tìm thấy được và cứu cô ra ngoài. Lại một bí ẩn nữa chưa có lời giải đáp. Lần này là về câu lạc bộ làm vườn. Xem những bức hình được chụp lại thì thấy được hình ảnh những bàn tay màu tím vương lên. Ngay tại đây trong khuôn viên của nhà vệ sinh mà những bàn tay ấy có thể mọc lên được. Đừng lo có cao ở đây để bảo vệ chị yêu. Cậu ta thách đấu vật tay với những bàn tay kia. Những kết quả là thua thảm hại. Họ nhận ra là nếu chơi đùa cùng những bàn tay thì chúng sẽ biến mất dần đi bỗng nhiên có một cánh tay có miệng túm lấy nene kéo cô vào trong gương trước sự ngỡ ngàng của cả hai thanh niên nene bị kéo vào trong một thế giới u ám trong này người xuất hiện lại là misuba nhìn anh chàng dễ thương này nene lại thêm vào danh sách hoàng tử của mình nhưng mà khi misuba mở miệng ra thì hình tượng hoàng tử tan biến cậu lại nói những câu nói cả khỉa nene rồi cậu dẫn nene đi tới một cách cửa đằng sau cánh cửa là một địa ngục gương nó chứa rất nhiều gương misuba nhờ những cánh tay tìm người giúp đỡ xong lại lôi ra được cô trợ lý này. Biểu cảm dễ thương lời nói nhẹ nhàng của Misuba làm Nene xuyến sao, đúng là mê trai không chữa nổi mà. Cô đang cố tỏ ra làm một sen bài đúng nghĩa, sẽ dẫn đường chỉ lối cho cậu ta, để cho cậu ta thấy cô đáng tin như thế nào. Lúc này cô va phải một tấm gương, trong gương là bạn của cô ạ à ơi. Cô bạn này không hề bình thường, những lời nói cô nói ra có sát thương rất lớn đến Nene. Nè nè. Và tiếp tục những tấm gương khác cũng hiện ra, cũng nói về những vấn đề này. Bên ngoài thì cả hai anh chàng kia vẫn tìm cách để vào thế giới gương. Hanako phân tích trong đó thì số 3 sẽ không tấn công ai. Nó chỉ phản chiếu những gì mà người trong đó cảm thấy sợ hãi. Tình hình sẽ tệ đi nếu họ cảm thấy bất an. Cậu muốn xem chuyện gì đang diễn ra ở trong. Nene thì bị treo là chân củ cải. Nhưng mà Misuba thì không có chuyện gì xảy ra. Như thể cậu không hề có một điều gì đáng sợ cả. Và rồi ạ à ơi cũng quay lại. Cô chỉ lên trên trần nhà có tấm bùa để phá hủy địa ngục gương nhưng mà cần vượt qua được tất cả những tấm gương này mới có thể lên trên đó có tiếng nhạc boss nổi lên những người không thể vượt qua được tấm gương thì sẽ bị đào thải con boss nói cả hai người đều có xếp hạng cao nhất từ dưới lên cho nên cả hai sẽ bị đào thải những con rối xung quanh tiếp cận họ nếu bắt được ai thì nó sẽ được thay thế nene đã bị bắt lại bởi những con rối. misuba cũng định xả thân cứu lấy nene nhưng mà làm anh hùng được hai giây thì vắt chân lên cổ chạy misuba và nene đã bị bắt họ bất lựu cầu cứu Lần này họ được cứu bởi Hanako hắc ám. Cậu ta đúng là có tính cách trái ngược hoàn toàn với Hanako kia, xuống tay rất tàn nhẫn đối với số 3. Hanako đó quay lại chào hỏi hai người, Nene vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nene nhớ lại rằng những kỳ bí thì sẽ không thể bị hạ gục tại thế giới của họ. Nhưng mà Hanako này lại có thể dễ dàng hạ gục số 3 cậu ta còn muốn Misuba hấp thụ những linh hồn mạnh mẽ. Đã trải qua hai tiếng từ khi Nene bị bắt cóc, giờ đây cả hai tìm đến chỗ thầy giáo xin giúp đỡ. Thầy giải thích rằng, con cáo này có thể di chuyển tới những thế giới đó, nhưng mà thế giới của số 2 đã bị phá vỡ, không phải thế giới của các bí ẩn không bị phá vỡ, vẫn có thể tồn tại ở đó, chỉ là những Iako không còn quyền điều khiển nó nữa mà thôi. Hanako muốn Iako giúp, không thì cậu sẽ nấu mì udon cáo. Bất khả kháng, cô giúp cả hai đi tới thế giới của số 3. Khi đi thì Minamoto muốn hỏi cô về cảm giác lời đồn bị thay đổi rồi cô đã đi tấn công người khác. Câu hỏi làm Iako tức giận nhưng mà nghe Hanako nói rằng cậu ta cũng trải qua cảm giác bạn mình bị tin đồn biến đổi rồi ra đi mãi mãi. Thì cô ta mới nói rằng mình không hẳn là bị thay đổi, nhưng không thể kiểm soát bản thân. Nếu như cậu có thể nói những lời chạm tới bản thân cũ, thì nó mới có tác dụng. Cô dẫn hai người đến trước một cái gương, nó chính là nơi để đi đến với số 3. Hai người bước vào đó, trong này thì Hanako hắc ám đang ép Misuba phải ăn trái tim của số 3, nên em muốn ngăn hắn lại nhưng mà vô ích hắn chỉ vào chán của cô và làm cô bất tỉnh. Giờ thì hai chàng trai kia mới tới. Minamoto nhận ra được người ngồi gần đó là Misuba. Cậu không thể ngờ rằng cậu ta còn sống, nhưng mà cơ thể của Misuba đã biến đổi. Hanako cảnh báo cho Minamoto, cậu lại bị Misuba tấn công. Hanako hàn ám cũng xuất hiện, cậu vui mừng khi thấy cả Hanako nữa cũng ở đây. Những xúc tu của Misuba tấn công tất cả, và rồi cậu tiến tới giúp Misuba bình tĩnh điều khiển những thứ này. Hanako Hắc Ám cũng nói rằng đây không phải là Misuba bản gốc, mà mà bản được làm lại do một phần linh hồn của cậu còn sót lại trên tay hắn. Minamoto tức giận lao tới, hắn cũng đã né được, nói với Misuba rằng nếu cậu không muốn tan biến thì hãy chấp nhận sức mạnh và thay thế kỳ bí số 3 để điều khiển nơi này. Misuba chấp nhận thành một kỳ bí mới, sức mạnh của cậu cho phép cậu có thể biến thành bất kỳ thứ gì. Cậu ta muốn trở lại làm người, Hanako không cho phép cậu làm vậy vì cậu đang là một linh hông không thể hồi sinh trở lại nữa. Cho dù có sức mạnh nhưng Misuba vẫn có tính nhát gan, cậu sợ chính Hanako trong thế giới của mình. Hanako hắc ám nói rằng cậu có thể đánh bại cậu ta dễ như bỡn. Misuba vẫn không chịu làm gì cả, chỉ biết nói theo những gì tên kia bảo. Minamoto tiến lại hỏi rằng cậu không hề nhớ tôi là ai sao. Misuba đã hoàn toàn quên mất đi người bạn Minamoto. Hanako tính sẽ phá bỏ thế giới này, cậu lao tới kề dao vào cổ Misuba sự sợ hãi của Misuba làm cậu càng điên cuồng phá phách hơn. Sau cuối cùng cậu vẫn không muốn ai bị thương cả, cậu cấp quyền cho cả ba được thoát ra ngoài, cả ba cùng nằm ngủ trong nhà vệ sinh. Đã qua ba ngày kể từ khi ở trong thế giới gương, Minamoto thì luôn miệng cười và nói rằng sẽ tìm cách để gặp và khuyên nhủ người bạn của mình. Hôm nay Hanako lại tìm tới tận lớp của Nene để gặp cô, suýt chút nữa thì cô bị đuổi ra ngoài. Ngồi nói chuyện với Hanako qua những trang giấy, cô muốn giúp đỡ Minamoto. Giờ mà Hanako lại ôm cô và nói những lời thân mật, sau giờ học ngồi nói chuyện với A ơi, về cậu ta nhưng mà A ơi không nghe rõ nghĩ cô đang nói về bào ngư. Rồi trên mặt bàn nổi lên những con cá và gọi cô là nữ hoàng. Cô hoảng loạn và bỏ ra ngoài, nhưng con cá vẫn không buông tha, cô cảnh cáo về việc mình có bảo kê tay to lắm đó, nhưng những con cá này không muốn làm hại cô, chúng muốn giải thoát cho cô khỏi Hanako, bởi vì cô đã nuốt vẩy cá thì cô cũng kế thừa làm công chúa của bọn họ. Nó cũng đưa cho cô một lọ thuốc là máu của người cá Nếu cô uống nó thì sẽ cắt đứt được liên kết với Hanako và lặp lại liên kết với người cá Quyết định là do cô Một bóng mà chơi nghe được vậy quay về bầm báo với Hanako Cô cũng tìm tới chỗ thầy giáo Ông thầy bảo rằng có một việc mà số 7 vẫn chưa muốn em biết được Nhưng thầy giáo vẫn khuyên rằng quyết định là do Nene Cuối ngày lũ cá tới để nghe quyết định của Nene Cô không thể cắt đứt được với Hanako Rồi cũng bị lũ cá lấy ảnh trai đẹp ra để lôi kéo Thật ra chỉ là ảnh mấy con cá. Cô bất ngờ bị lôi xuống nước biết thành cá, rồi bị lôi kéo từ bỏ đôi chân và làm nữ hoàng của tất cả. Đến với thế giới này thì cô sẽ là vua chúa, cô sẽ được nổi tiếng hơn rất nhiều so với thế giới con người kia. Nhưng rồi có giọng nói của Hanako, cậu vớt cô ra khỏi vũng nước, khẳng định chủ quyền của mình đối với cô trợ lý này. Cậu cũng dọa cho bọn cá chạy đi hết không thì lên đĩa thành sashimi thôi. Nene nói ra cảm xúc của mình với Hanako. Cô muốn ở gần và tìm hiểu thêm về cậu ta nữa. Hanako cũng cảm ơn Nene vì lần đầu tiên có một cô gái thích cậu. Câu chuyện kết thúc tốt đẹp, những tin đồn thì vẫn còn ở đó. Những chuyện kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra nhưng sẽ có người cân bằng lại nếu nó đi quá giới hạn. Hanako Kun Con Ma Nhà Xí Đến đây là hết video rồi. Hãy nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể đón nhận những video mới nhất tới từ tụi Minh nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.